Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc sạc pin khá đặc biệt. Đây là chiếc sạc pin dành cho các cây pin cúc áo. Mà sạc lại được nhé các bạn nhé. Chứ nó không phải sạc được tất cả các loại pin cúc áo đâu. Nó chỉ được sạc được các loại pin cúc áo cho phép sạc. Ví dụ như là pin LIR. Các pin có ký hiệu LIR đấy là pin sạc được. Còn hỗ trợ các pin có mã LIR 2025 và LIR 2032. Tức là đường kính của nó sẽ là 2 cm. Và chiều dày là 2,5 hoặc là 3,2 mm. Mã của cái sạc này là SE 2032. Điện thế đầu vào là giải rộng 100V đến 250V. Và điện áp đầu ra để sạc pin ấy là 4,2V. Nó sẽ tương thích với các cái pin có dung lượng từ 10 cho đến 120 mAh. Còn dòng sạc là 20 mAh. Đây các bạn sẽ thấy cái khay để gắn hai viên pin vào. Gắn thì cực dương bên trong rồi nhé, còn cực âm bên ngoài. Chúng ta có thể sạc cùng lúc hai viên pin được. Đây là cái đèn báo tín hiệu. Thì nếu mà các bạn đang dùng các viên pin sạc cúc áo như là LIR 2025 hoặc LIR 2032 thì chúng ta có thể dùng cái sạc này để sạc lại cho các viên pin đó được. Rất đơn giản, các bạn cài đây thôi và cắm điện là xong. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới những cái sạc pin dành cho pin cúc áo, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.